Các bạn đang nghe chuyện trên audio kiếm hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 17 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến do Khánh Duy diễn đọc, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Hầu tử này, kinh thiên nhất côn, ta còn chưa dạy cho hắn. Để cho hắn chính mình chiến đấu mà lĩnh ngộ, còn hiểu được một chút không gian pháp tắc. Thật không ngờ đến mấy ngàn năm nay hắn lại còn có chuyện này xảy ra làm cho người ta giật mình nữa à. Hồng Quân vỗ vỗ đầu, không gian pháp tắc cần phải tới cảnh giới thiên thần mới có thể lĩnh ngộ. Tôn Ngộ Không, một yêu đế, ngay cả thần nhân còn chưa tới, vậy mà lĩnh ngộ được một chút không gian pháp tắc. Mặc dù chỉ là một ít nhưng lại không dễ dàng. Còn có kinh thiên nhất côn, so với Chánh Tông còn thiếu một chút, nhưng cũng đã là có hình dáng của kinh thiên nhất côn. Tất cả mọi người ở giữa đều rung động. Mặc dù Tôn Ngộ Không thoát lực, cơ hồ ngay cả khí lực đứng lên cũng không thể, nhưng không còn ai dám tiến đến. Một côn vừa rồi thật kinh khủng, nhất là những người đang xem cuộc chiến. Căn bản không biết Tôn Ngộ Không như thế nào khống chế một lúc nhiều cao thủ đế cấp như thế. Thân pháp quỷ dị, hơn nữa lực công kích cường hãn. Tất cả đế cấp ở tại Thái An Thành cùng với phụ cận cao thủ đế cấp cùng lưu lại trong lòng một ấn tượng khó phai. Hồng Quân quả thực đã nhíu chặt mày. Kinh thiên nhất côn cuối cùng của Tôn Ngộ Không uy lực quả thật không nhỏ, nhưng nghiêm khắc mà nói cũng chưa bằng uy lực thực sự của kinh thiên nhất côn. Chỉ là Tôn Ngộ Không chiến đấu không ngừng nên đối với kinh thiên côn pháp có một loại thể ngộ đặc biệt, đương nhiên kết hợp với không gian pháp tắc hoàn toàn có thể so sánh cùng kinh thiên nhất côn thực sự. Âu Dương Nguyên Soái, phiền ngươi đỡ Tôn Ngộ Không dậy đi. Tôn Ngộ Không đã thoát lực, đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi. Hảo. Âu Dương Phạm lên tiếng, chạy tới đỡ Tôn Ngộ Không lên vai, lại chạy trở về, vừa mới đặt Tôn Ngộ Không trên mặt đất, còn chưa có đứng dậy, đã mở miệng nói. Tiểu Quân, thế nào, ngươi chưa có truyền cho ta kinh thiên nhất côn, lão tôn ta tự mình ngộ ra, có lợi hại không? Xì, ngươi lợi hại. Lợi hại mà còn có bộ dáng thê thảm như vậy ư, hà số hầu tử. Phượng Hy bĩu môi mắng. À, không sai, bất quá chờ ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta liền truyền cho ngươi chính tông kinh thiên côn pháp. Ta biết, chỉ có chỗ không đúng, bất quá như vậy cũng rất lợi hại rồi. Tôn Ngộ Không cười hăng hắc nói. Vậy lăng kích liên hoàn của ta như thế nào? Được rồi, nhanh nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta còn phải tìm tiểu bàn nữa. Nhìn Tôn Ngộ Không không ngồi yên, Hồng Quân không thể làm gì khác là cười mắng. Mọi người bao một gian tiểu lâu để nghỉ ngơi, đột nhiên Tôn Ngộ Không nhảy dựng lên. Cái gì? Chúng ta còn chưa chết ư? Mọi người hai mặt nhìn nhau, vốn tưởng rằng Tôn Ngộ Không đánh nhau nhiều như vậy, dám chắc đã biết bí mật chính mình chưa chết. Không nghĩ rằng chuyện trọng đại như vậy đến bây giờ hắn còn chưa phát hiện ra. Ngộ Không, người ở chỗ này không phải chiến đấu cũng không ít sao? Cho tới bây giờ vẫn còn chưa chảy máu sao? La Băng dò hỏi. Nơi này mặc dù ít người, nhưng tùy tiện một người đều là đế cấp cao thủ. Nàng không tin rằng Tôn Ngộ Không còn chưa bị chảy máu. Chảy rồi à? Vừa rồi ta còn học máu mà. Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu. Những năm gần đây đánh nhau chảy máu hắn cũng không có để ý. Chỉ là những người thấy máu của Tôn Ngộ Không cơ hồ đều bị hắn giết sạch sẽ, cho nên đến bây giờ cũng chưa bị người khác phát hiện ra. Mọi người trầm mặc cả nửa ngày. Ngộ Không này quả thực là thật sự không có biện pháp nào với tên hầu tử này nữa. Hồng Quân hỏi. Tóm lại, ngươi phải biết rằng ngươi bây giờ còn sống là được. Ngươi có tin tức gì của tiểu bàn hay không? Không có. Tôn Ngộ Không ngồi xuống. Từ khi ta bị dòng chảy màu xám hút vào sau khi tới nơi này, lúc ấy còn không biết tự mình đã chết rồi. Dù sao vẫn còn có thể tu luyện nên đi khắp nơi tìm người đánh nhau. Những người đó thấy kim bổng cùng chiến y của ta đều phát điên lên. Sau ta lại đi một mình tìm các địa phương tiếp nhận sự khiêu chiến của người khác. Những người này cảnh giới đều không thấp à. Bắt đầu là một đám người, dần dần một số người tăng lên. Lúc nãy các ngươi nhìn thấy cũng là số lượng nhiều nhất à. Hồng Quân trong lòng thở dài. Ngộ Không này vô luận tới nơi nào đều là giống nhau. So với hắn mà nói sợ rằng cũng không có gì khác biệt. Vừa muốn nói gì nhưng lại phát hiện ánh mắt Tôn Ngộ Không đảo qua đảo lại trên người Huống Nhật Minh cùng La Băng. Ngược lại đối với Nguyên Soái Âu Dương Phạm không có ánh mắt này. Ta nói Huống huynh, đế quân bệ hạ. Tôn Ngộ Không nói nho nhỏ rất khó nghe,
hình như có chút ý tứ bất hảo. Sau này có thể gọi ta là La Băng, ta không còn cái gì là đế quân nữa. La Băng nói, ai hảo, huống huynh là La tiểu thư, nơi này đế cấp cao thủ đều bị ta đánh bại không sai biệt lắm, các ngươi có đúng hay không? Tôn Ngộ Không có chút nói không được, nhưng trong ánh mắt rõ ràng sáng lên sự hưng phấn. Không bàn nữa, chúng ta sẽ không đấu với ngươi. Huống Nhật Minh cùng La Băng cơ hồ đồng thời trả lời. Tôn Ngộ Không bây giờ chiến đấu lực có thể nói là biến thái, lực công kích kinh khủng, còn có thể sử dụng không gian pháp tắc trói buộc địch nhân, như thế nào đánh với hắn đây? Bị một câu nói dội ngược lại, bộ dáng của Tôn Ngộ Không có chút mất mát. Ngộ Không, việc trước mắt chính là tìm được Tiểu Bàn, quan trọng hơn cũng không biết hắn thế nào rồi. Hồng Quân cùng Cổ Bàn biết nhau sớm nhất, bây giờ ngược lại không biết hắn đang ở nơi nào, tâm tình có chút buồn bã. Quân ca, yên tâm đi. Phượng Hy vỗ vỗ vai Hồng Quân an ủi. Chúng ta bắt đầu đều là tách ra, bây giờ không phải đã đều ở cùng một chỗ rồi sao? Ta tin tưởng không lâu sau chúng ta sẽ có thể tìm được Tiểu Bàn. Hồng Quân gật gật đầu, hắn đã nghiễm nhiên đã trở thành quần nhân thủ lĩnh của đám người này. Hắn không thể buông xuôi, không thể không có chút tin tức nào. Song trong lòng Hồng Quân có chút mờ mịt, căn bản không biết bắt đầu từ địa phương nào. Phong Yên Thành là một tòa thành cách Thái An Thành 8.000 dặm lộ trình. Ngoài thành không xa, trên sườn núi có một trận pháp nhỏ. Bên trong có một người đang ngồi khoanh chân, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Đó chính là Cổ Bàn. Từ khi tiến vào vô danh không gian này, Cổ Bàn rõ ràng cảm giác được trong người có gì đó không đúng. La bàn bên trong kích thước vốn vẫn còn có thể tăng thêm nữa, bây giờ lại không có chút phản ứng nào. Hơn 2.000 năm qua, Cổ Bàn một mực cố gắng tu luyện, nhưng la bàn vẫn như cũ không có phản ứng. Lúc trước vốn không có tồn tại tình trạng kỳ lạ như vậy. Cổ Bàn không biết la bàn nguyên lai là nhận được vật chất từ hồng mông không gian, chính là hồng mông linh khí. Bây giờ Cổ Bàn đang ở vị trí không có trong hồng mông không gian, mất đi sự liên kết với hồng mông linh khí, tự nhiên là không thể tăng trưởng thêm được nữa. Hơn 2.000 năm qua, Cổ Bàn khổ tu cũng không phải một chút hiệu quả đều không có. Hồng mông linh khí cũng không phải không có tăng trưởng, chỉ là tăng trưởng phi thường ít, không giống như lúc ở hồng mông không gian, một ngày la bàn lớn lên rất nhiều, nên Cổ Bàn không có cảm giác được thôi. Hồng mông từng nói qua, la bàn của Cổ Bàn phảng phất là vì tu luyện hồng mông linh khí mà tồn tại. Tinh thần biến của Tần Vũ chỉ là liên tục kết nối với hồng mông không gian, mà không phải là chuyên một mục đích tu luyện hồng mông linh khí. Cổ Bàn nhận thức đối với nơi này cũng có chút hiểu rõ. Đối với nguyện vọng muốn đi ra ngoài của Cổ Bàn so với ai khác đều mạnh hơn rất nhiều. Hắn cùng Mộ Dung Tuyết mới thành thân không lâu, tự niệm trong lòng sớm đã đi ra ngoài. Nhưng chính Cổ Bàn cũng là người sớm ổn định lại nhất. Chỉ vài ngày đầu sự kích động qua đi, hắn lại tiếp tục ẩn tu. Ý nghĩ của Cổ Bàn rất đơn giản, sau khi thực lực cường đại mới có thể hoàn thành nguyện vọng của chính mình. Đây cũng là một biện pháp tốt. Đến đây mà nói, mặc kệ Cổ Bàn hay là Hồng Quân cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp này. Thế nhưng Cổ Bàn lại không biết, bởi vì hắn ẩn tu nên đã bỏ qua cơ hội gặp mặt mọi người Hồng Quân. Rất nhiều năm sau này, dưới một tình huống đặc thù mới có thể một lần nữa gặp được bọn họ. Thái An Thành, Tôn Ngộ Không ở chỗ này đã tạo nên danh tiếng quá lớn, không thể không biến đổi hình dáng. Chỉ là bọn họ một đám người như vậy rất dễ hấp dẫn người khác chú ý. Ở lại vài ngày, Hồng Quân quyết định rời đi nơi này, tới địa phương khác tiếp tục tìm kiếm Cổ Bàn. Vô danh không gian quá mức khổng lồ, đoàn người ngoại trừ Hồng Quân ra, còn lại đều chỉ có thể đi bộ. Hơn nữa, nơi này không giống với tiên ma yêu giới. Vốn căn bản không có bản đồ tinh hệ, Hồng Quân bọn họ nhiều nhất cũng chỉ tìm được bản đồ phương hướng của mấy thành phụ cận. Liên tục bôn ba hơn 3.000 năm vẫn không tìm được Cổ Bàn. Lâm Phi cũng không có tìm được, cả cương thi nhất tộc cũng đều không thấy một người, nhưng thật ra lại tìm được mấy người tu la ma giới ma đế. Hồng Quân bọn họ tổng cộng tìm được hơn 80 đại thành trì, trong đó có Phong Nguyên Thành, chỉ là không có ai nghĩ tới Cổ Bàn không có ở trong thành mà là ở ngoài thành. Thần thức của Hồng Quân căn bản không quan sát ngoài thành, cứ như vậy mà bọn họ đã bỏ qua cơ hội tương tụ. Thời gian hơn 3.000 năm này, rũ bỏ tư tưởng bảo thủ, La Băng ngày càng phóng khoáng, chậm rãi khôi phục thiên tính lữ tử của mình. Mỗi ngày cùng với Phượng Hy ở cùng một chỗ, La Băng bây giờ so với Phượng Hy còn muốn nữ tính hơn. Để cho Âu Dương Phạm không dám tin tưởng, đây chính là Tu La Đế Quân của bọn họ.
La Băng tưởng chính mình đã giống như là một nam nhân, bảo hộ cùng với quản lý tu la ma giới mấy trăm ngàn năm, tâm thần sớm đã mỏi mệt. Hôm nay khôi phục ngắn ngủi 3.000 năm thời gian, không ngờ từng bước tăng lên thành cửu cấp ma đế. Bây giờ nếu nói La Băng cùng Huống Nhật Minh tái chiến, Huống Nhật Minh tuyệt đối không phải là đối thủ. Đối với biến hóa của La Băng, Hồng Quân cũng âm thầm phấn khởi. 3.000 năm qua, Hồng Quân hoàn toàn bưng tha việc tu luyện. Bất quá, Hồng Quân cũng thử làm một việc mà không cần phải xuất ra lực lượng, đó chính là bố trí trận pháp. Chỉ là Hồng Quân không thể khống chế trận pháp. Trận pháp bố trí tất cả đều là sát trận. Ảnh hưởng của mọi người, Phượng Hy mấy năm nay sáng sủa rất nhiều. Tôn Ngộ Không vốn căn bản không phân biệt chuyện sinh tử, chỉ cần có thể cho hắn đánh nhau thống khoái, đối với hắn mà nói ở đâu cũng đều là giống nhau. 3.000 năm qua, Tôn Ngộ Không từ Hồng Quân rốt cuộc cũng luyện được kinh thiên nhất côn, trở thành người thứ hai sau Hầu Phí chưa tới thần nhân cảnh giới mà có thể luyện thành kinh thiên côn pháp. Chỉ tiếc là Hầu Phí không thể nào nghe được tin tốt lành này. Tôn Ngộ Không sau khi luyện thành kinh thiên nhất côn cũng tấn cấp trở thành cửu cấp yêu đế. La Băng cùng Tôn Ngộ Không liên tục tấn cấp cho mọi người không ít động lực. Tại đây đều có thể tu luyện, chỉ cần phi thăng lên tới tầng trên, không chừng có thể tìm được biện pháp ra ngoài. Kích thích nhất chính là Phượng Hy. Sau khi Tôn Ngộ Không tấn cấp, Phượng Hy cùng hắn không hề ẩu đả đánh nhau nữa. Mỗi ngày ngoại trừ đi đường chính là tu luyện, cảnh giới của nàng bây giờ là thấp nhất. Hồng Quân mặc dù chưa nói trạng thái của mình, nhưng chính là La Băng cùng Tôn Ngộ Không sau khi đột phá cũng như trước không thể nhìn thấu Hồng Quân. Hồng Quân đã trở thành người có cảnh giới bí ẩn cao nhất. Hơn 3.000 năm qua vẫn chưa tìm được cổ bàn, Hồng Quân quyết định thay đổi phương pháp. Bây giờ La Băng cùng Tôn Ngộ Không đều đột phá, bọn họ có thể lợi dụng tiên đế nơi này giúp tìm kiếm cổ bàn. Xích Phong Thành, địa phương cuối cùng Hồng Quân đặt chân lên. Thành chủ Xích Phong Thành vừa mới phi thăng, tân thành chủ tiếp nhận còn chưa ổn định. Hồng Quân thành lập thế lực mục đích không phải tranh quyền đoạt thế, mà để cho những người này giúp bọn họ tìm hiểu tin tức. Mỗi một thành đều có những người sống như là Ngũ Hành cùng Khổng Lâm. Hồng Quân rất dễ dàng tìm được một người bát cấp tiên đế Triển Tử Phong. Triển Tử Phong cùng bọn Ngũ Hành Khổng Lâm rất giống nhau, ham tranh quyền đoạt thế. Về phương diện phát triển thế lực cũng giống đáng thương, chiêu ngộ được mấy kẻ thuộc hạ tâm phúc. Tất cả đều là đế cấp cao thủ Xích Phong Thành, nhưng căn bản lại chẳng tác dụng gì. Cũng chỉ là bọn người bát cấp ma đế này, họ đều có tâm nhàn, bọn họ đều khổ tu chờ đợi sau khi tấn cấp lên cửu cấp ma đế rồi phi thăng. Ở chỗ này không có thiên kiếp, mỗi người chỉ cần tu vi tới là có thể phi thăng. Hồng Quân mang theo La Băng cùng Tôn Ngộ Không ra ngoài cửa thành. Thần thức hắn đã quan sát Triển Tử Phong hơn một tháng, người này chính là lựa chọn tốt nhất. Triển Tử Phong như trước cố gắng thật lâu, cuối cùng cũng thu nạp được một người thất cấp tiên đế. Người này rõ ràng cũng bị hắn thuyết phục nên động tâm, đáp ứng hôm nay trả lời hắn. Triển Tử Phong một mình đi tới chỗ hẹn, đồng thời trong lòng tin tưởng cố gắng của chính mình càng thêm dám chắc. Địa phương mà tiên đế kia hẹn an bài để gặp mặt hắn là một tiểu lâu nhỏ, đặc biệt an bài nguyên một gian chờ hắn. Triển Tử Phong vừa tới liền phát hiện có điểm không đúng. Đáp ứng trả lời hắn là tiên đế kia, đi theo sau còn có hai gã bắt cấp tiên đế. Hai gã này hiển nhiên không phải là cùng với người kia chịu đầu quân cho hắn. Liễu Nhật Minh, ngươi đây là ý tứ gì? Đã tới rồi thì Triển Tử Phong cũng không thể lui, trầm mặc ngồi xuống. Hai bắt cấp tiên đế cùng một người là thất cấp tiên đế. Triển Tử Phong mặc dù đánh không lại, nhưng đào tẩu hoàn toàn có đủ tự tin. Hơn nữa, đây là đang ở trong thành. Nếu nói ba người bọn họ liên thủ đối phó với mình, thì hộ pháp trong thành chắc chắn sẽ không để yên. Triển huynh à, huynh đệ tại đây chỉ có thể nói cùng ngươi một tiếng xin lỗi. Từ sau khi chết đi, thì cái tâm tranh quyền đoạt lợi đã sớm mất đi rồi. Thầm nghĩ cứ yên yên ổn ổn tu luyện, nơi này mặc dù không bằng địa phương trước kia, nhưng tóm lại cũng là tốt nhất rồi. Người được gọi là Liễu Nhất Minh này đúng là thất cấp chân đế đang đứng dậy, mời Triển Tử Phong một chén rượu, cười cười nói: Liễu huynh, từ đầu ta đã nói Triển mỗ thành lập thế lực nhưng không có ép buộc gây khó khăn. Liễu huynh cũng đã đáp ứng nên ta sẽ không nói cho người khác. Hôm nay mang theo hai huynh đệ này là có ý tứ gì đây? Triển Tử Phong mang theo ngữ khí có chút tức giận. Hắn đang âm thầm phát triển thế lực, phải bí mật, không thể cho người khác biết. Liễu Nhất Minh từng đáp ứng hắn không nói ra ngoài, hắn mới dám chiêu mộ. Không nghĩ tới hôm nay Liễu Nhất Minh lại mang theo hai người xa lạ không quen biết, hơn nữa lại để cho hai người này chứng kiến hắn cự tuyệt mình, dám chắc là đã biết rõ chân tướng.
Vị huynh đệ này xin cứ yên tâm, hôm nay chỉ là cùng với Liễu huynh đến đây để cáo biệt. Không lâu sau chúng ta liền rời đi tới Phong Nguyên Thành, cho nên huynh đệ ngươi cũng không có gì lo lắng. Tiên đế ngồi bên trái Liễu Nhất Minh đột nhiên cười nói, nguyên lai ba người này biết Trần Tử Phong sẽ không dễ dàng gì buông tha, nên trong đầu đã có ý niệm rời đi. Việc Liễu Nhất Minh bọn họ tính rời đi làm cho Trần Tử Phong hơi có chút nhẹ nhõm. Trần Tử Phong tuy hận Liễu Nhất Minh một trận, nhưng tình thế trước mắt không có bằng người ta, chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn âm thầm thề, ngày sau khi trở thành bá chủ, nhất định diệt trừ Liễu Nhất Minh cùng hai tên bằng hữu này của hắn. Cáo biệt ba người, Trần Tử Phong mình đầy hỏa khí trở về, không có về nhà mà tìm tới một cái tiểu lâu để uống rượu cho bớt tức giận. Huynh đài, một mình uống rượu thật sự là buồn à, chúng ta ba người một bàn có thể cùng nhau tâm sự. Bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm nhàn nhạt, Trần Tử Phong cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu mới phát hiện được đứng trước mặt mình là ba người, hai nam một nữ, đang nói chuyện chính là người trẻ tuổi đứng ở giữa. Hắc y nữ tử, bạch y cùng hồng y nam tử chính là Hồng Quân, La Băng cùng Tôn Ngộ Không. Ba người căn bản không đợi Trần Tử Phong đáp ứng, liền trực tiếp ngồi xuống. Hồng Quân mỉm cười, mang theo một tia ý tứ nhìn Trần Tử Phong. Ba người trước mắt Trần Tử Phong, một người cũng nhìn không thấu. Bên người hồng y nam tử cho hắn một loại bạo hòa cảm giác. Trần Tử Phong tin tưởng một khi mình cự tuyệt, hồng y nam tử sẽ không dễ dàng bỏ qua, lập tức động thủ với hắn. Bên kia hắc y nữ tử mặc dù xinh đẹp cực kỳ, nhưng toàn thân lại tỏa ra một khí tức băng lãnh, làm cho hắn có cảm giác không thoải mái. Sau khi nhìn hai mắt La Băng, hắn đều không dám nhìn tiếp. Đối diện với bạch y nam tử ở giữa càng làm cho Trần Tử Phong giật mình. Nam tử này thoạt nhìn không có cái gì giống người thường. Trần Tử Phong có thể biết một tầng không gian này căn bản đều là tiên đế cấp bậc, căn bản không thể xuất hiện người thường, chỉ có thể biết một chút là tu vi người này cao hơn Trần Tử Phong rất nhiều, để cho hắn căn bản không thể nhận biết được. Mấy vị có thể ngồi chỗ này thật là vinh hạnh cho Triển Mỗ, ta gọi là Trần Tử Phong, chẳng biết mấy vị xưng hô thế nào. Trần Tử Phong cười cười, bản lãnh biến sắc mặt cũng không nhỏ, trong lòng mặc dù kinh hoàng cũng sẽ không để biểu lộ ra ngoài. Tôn Ngộ Không căn bản không để ý tới hắn, chú tâm uống rượu. Một hồi sau, rượu trên bàn đều bị hắn uống hết, lại đón tiếp vò rượu khác từ lão bản trong điếm. La Băng cũng không để ý tới người này, ngồi im lặng thắc mắc không biết tại sao Hồng Quân dẫn mình đến gặp tên này, thoạt nhìn thôi cũng làm cho người ta chán ghét. Ta gọi là Hồng Quân. Hồng Quân mỉm cười, chỉ có hắn trả lời Trần Tử Phong. Trần Tử Phong ra mắt Hồng Huynh. Trần Tử Phong cũng không vì thái độ của La Băng cùng Tôn Ngộ Không mà có chút tức giận, phảng phất chỉ có thể thầm trách bọn họ thô thiển, tiếp tục cùng Hồng Quân nói chuyện. Triển huynh là người ở không gian nào? Hồng Quân cười cười, lấy một vò rượu từ Tôn Ngộ Không, rót La Băng một chén, Triển Tử Phong một chén. Tử Phong nguyên lai là tại Phật La Đà Giới, còn Hồng Huynh thì sao? Phật La Đà Giới ư? Phật La Đà Giới, một không gian chỉ có tu Phật cùng tu tiên, tại Lâm Mông Vũ Trụ cùng với bọn Hồng Quân mà nói cũng là một nửa đồng hương. Ta là tiên ma yêu giới. Đối với không gian của mình, Hồng Quân cũng không có giấu giếm. La Băng chính là ma giới, Tôn Ngộ Không đã sống lâu tại tiên ma yêu giới. Hồng Quân sinh ra từ thần giới, bất quá Tần Vũ là người của tiên ma yêu giới phi thăng lên, nên có thể nói đó là quê hương của mình. Tiên ma yêu giới ta cũng có nghe nói qua, có biết được một người cũng ở tiên ma yêu giới. Ồ, người ngươi biết là ai vậy? Nghe Trần Tử Phong nói hắn cũng biết người tiên ma yêu giới, Hồng Quân lập tức có hứng thú. Tôn Ngộ Không đang uống rượu, nghe xong cũng dừng lại chú ý tới. Người ta biết, bây giờ không có ở trong thành, hắn gọi là Hách Liên, là người tu ma, tám cấp ma đế. Trần Tử Phong mỉm cười nói ra, Hách Liên cũng từng là đối tượng hắn muốn thu nạp, chỉ tiếc Hách Liên cũng là bát cấp ma đế, nên đối với Trần Tử Phong chuyện đó rất khó. Tôn Ngộ Không lại tiếp tục uống rượu, Hồng Quân có chút thất vọng. Hách Liên ma đế, cả tên cũng chưa từng nghe qua, bất quá nếu cũng là người của tiên ma yêu giới, sau này có thể từ hắn mà hỏi. Triển huynh, hôm nay ngươi đi gặp người khác hình như không quá thuận lợi phải không? Hồng Quân vừa uống xong chén rượu lại rót thêm một chén, đột nhiên nói. Triển Tử Phong trong lòng giật nảy mình, chuyện đi gặp Liễu Nhất Minh không có nói cho ai biết, hơn nữa trên đường về cẩn thận quan sát vốn không thấy ai theo dõi hắn. Hắn không biết được rằng thần thức của Hồng Quân có thể bao phủ một phạm vi cực lớn, còn tiên thức của tiên đế bình thường cũng chỉ bao phủ nhiều hơn là trăm thước mà thôi. Hồng Huynh có ý muốn nói gì, ta không được rõ.
Triển Tử Phong xấu hổ cười cười, đồng thời chú ý trong tiểu lâu, tự hỏi một khi phát sinh ra xung đột, chính mình làm cách nào để đào thoát hoặc là cầu cứu người khác. Triển huynh không phải đi chiêu lãm người nọ thành thuộc hạ sao? Kết quả nhân gia tìm được hai người, bắt cấp tiên đế bảo tiêu, khiến Triển huynh không thể làm gì được. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Hồng Quân đặt chén rượu trong tay xuống bàn, nhẹ nhàng xoay xoay. Vừa rồi trong khi uống rượu, Hồng Quân đã bày chung quanh mấy người một cái tam cấp khốn trận. Người bên ngoài căn bản không thể nhìn được bên trong phát sinh chuyện gì, bị trận pháp mê hoặc, chỉ nhìn thấy huyễn cảnh. Triển Tử Phong một mình ngồi uống rượu, ngay cả ba người Hồng Quân cũng không nhìn thấy được. Tới cảnh giới thần nhân, Hồng Quân có thể bố sắt mấy trận pháp ba cấp. Nơi này không cần sắt trận, mê huyễn khốn trận này chính là thích hợp nhất. Xin hỏi một chút, Hồng huynh như thế nào mà biết được vậy? Triển Tử Phong nhẹ hạ thân mình về phía trước, dưới chân tạo thành tư thế sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Cha cha, hỏi ngươi thì ngươi trả lời, còn nói nhảm. Tôn Ngộ Không đột nhiên đập mạnh vò rượu, ánh mắt căm tức nhìn Triển Tử Phong, để cho hắn một trận kinh ngạc. Con mắt màu vàng ư? Triển Tử Phong giật mình vì con mắt của Tôn Ngộ Không. Người tới nơi này con mắt đều chỉ có thể thả ra hôi quang, mà con mắt màu vàng như Tôn Ngộ Không chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Còn không nói, lão Tôn ta một bổng đập nát đầu ngươi. Tôn Ngộ Không thấy hắn chừng mắt nhìn mình mà không nói lời nào, nhất thời nộ hỏa xuất ra kim bổng. Trên kim bổng tỏa ra hơi thở thần khí, để cho Triển Tử Phong liếc mắt là có thể nhận thấy. Là thần khí ư? Triển Tử Phong kêu sợ hãi ra khỏi miệng, lại nhìn người trong tiểu lâu đi đi lại lại nói chuyện phiếm, phảng phất cũng không thấy hắn tồn tại. Tôn Ngộ Không phát hỏa thị uy cũng chính là chủ ý của Hồng Quân, đối với việc thu nạp người của Triển Tử Phong chỉ có thể thị uy, đồng thời còn muốn làm cho hắn hoàn toàn phục tùng mới được. Mang theo La Băng chính là bởi vì việc này. Các ngươi rốt cuộc là ai? Triển Tử Phong cũng đã biết ba người này cố ý tìm mình, bọn họ có thần khí, chính mình lên tiếng kêu cứu, hiển nhiên người trong tiểu lâu cũng không biết, dám chắc là bọn họ đã âm thầm thi triển một loại phương pháp che mắt người khác rồi. Hôm nay sợ là lành ít dữ nhiều. Ta có thể hiểu được, nhất định là Liễu Nhất Minh, hắn không muốn đi tới Phong Niên Thành nên cố ý nói là sẽ rời đi, sau đó để cho bọn họ theo dõi rồi giết ta. Triển Tử Phong căn bản không biết làm sao Hồng Quân tìm hắn, chỉ có thể hồ đồ mà phán đoán. Trong ngươi hai lựa chọn, một là quy thuận, hai là tử, vĩnh viễn tử, ngay cả tư cách luân hồi đều không có. Hồng Quân có chút cười cười nói, lập uy đã xong, không có cần nhiều lời với hắn nữa. Quy thuận, tử. Triển Tử Phong nhất thời sừng sốt, tới nay hắn vẫn hảo tưởng nói như vậy khi chiêu lãm người khác, chỉ là người ở nơi này đều là cao thủ, căn bản không thể nói như vậy, không nghĩ tới hôm nay cũng bị người khác uy hiếp dạng này. Không sai, quy thuận hoặc là tử. Hồng tiên sinh. La Băng cả kinh, nàng vốn không nghĩ tới Hồng Quân tới nơi này là vì chiêu nạp, cái loại này chính là cường ngạnh chiêu nạp. La tiểu thư, người không biết là chúng ta có quá ít người sao? Mặc kệ là cái dạng tin tức gì, nếu có người này đi tìm cho chúng ta, chẳng phải là dễ dàng hơn sao? Hồng Quân mỉm cười truyền âm cho La Băng, lập tức La Băng hiểu được ý tứ của hắn. Người thật là cũng không nói trước một tiếng với ta. La Băng gật đầu tỏ vẻ hiểu được ý tứ của Hồng Quân, thật là chủ ý tốt. Đối với những người này, bọn họ một chút cảm tình cũng không có, lợi dụng một chút cũng không có gì. La Băng vốn là người tu ma nên xem chuyện đó cũng là bình thường. Hồng tiên sinh, ta muốn hỏi quy thuận đối với ta có chỗ tốt gì? Triển Tử Phong suy nghĩ đã lâu, tình thế trước mắt chỉ có thể đáp ứng, về sau này có thể nghĩ biện pháp, nhưng là tùy tiện đáp ứng sẽ để cho bọn họ hoài nghi. Triển Tử Phong thông minh, biết được lúc nào tiến, lúc nào lùi. Ta có thể giúp ngươi hoàn thành mục đích. Chuyện của ngươi cũng rất đơn giản, chỉ cần tận tâm đi theo, tìm hiểu cho chúng ta một ít tin tức, kỳ thật chuyện của chúng ta cũng sẽ không quá đòi hỏi ngươi nhiều. Hồng Quân cười cười, bất luận Triển Tử Phong như thế nào, đối với Hồng Quân mà nói cũng không quan trọng. Hắn hôm nay không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Hơn nữa, người trong ma giới có biện pháp tốt để khống chế kẻ dưới tay. Tại đây có La Băng, Triển Tử Phong sẽ không có được một tia ý nghĩ phản bội. Ý tứ của ngươi là các ngươi giúp ta thành lập thế lực, kể cả cung cấp thần khí cho ta? Triển Tử Phong vội vàng hỏi. Điều kiện của Hồng Quân thực rất hấp dẫn. Giúp ngươi thành lập thế lực, có thể. Ngươi muốn thần khí cũng không khó, chỉ cần ngươi trung tâm làm việc, ngươi chỗ tốt cũng không thiếu.
Hồng Quân cười cười, trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh thượng phẩm kiếm tiên. Tiên khí này trước cho ngươi, sau này làm việc tốt, muốn có thần khí mà nói cũng không phải là không có. Thượng phẩm thần khí ư? Triển Tử Phong hai mắt tỏa sáng, đã nghĩ tại vô danh không gian này, thượng phẩm tiên khí giá trị tất nhiên không thể so với thần khí, nhưng ở nơi này vũ khí tiên đế sử dụng nhiều nhất chỉ là linh khí, xem ra không còn hữu dụng. Chậm đã, đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong. Hồng Quân lại thu tiên khí trở về, cố ý cho Triển Tử Phong một chút hấp dẫn. Ngài nói đúng, Tử Phong ta quá lỗ mãng rồi. Tử Phong đáp ứng ngài, chỉ cần các ngươi trợ giúp Tử Phong thành lập thế lực, còn cấp cho ta tiên khí, thần khí, sau này có chuyện gì, các ngươi đều có thể trực tiếp phân phó. Tiên khí cùng thần khí đối với Tử Phong rất hấp dẫn, cứ vội vàng đáp ứng, tranh thủ nhận được tiên khí, sau này có thể tính tiếp. Hảo, nếu ngươi chịu đáp ứng, hãy phát lời thề, linh hồn à, vị tiểu thư xinh đẹp này có thể giúp ngươi. Hồng Quân cười cười, nhìn Triển Tử Phong, tưởng hắn đã đáp ứng, chuyện này xem ra cũng đơn giản. Lời thề linh hồn. Triển Tử Phong kêu lên một tiếng, hắn không biết cái gì là lời thề linh hồn, hắn chỉ biết một chút là linh hồn có hai loại hình thái tồn tại. Ngoại giới, sau khi linh hồn bị nghiền nát bể tan, chính là tử vong, mà tại vô danh không gian này, một lần nữa hình thành một loại linh hồn màu xám, chính là linh hồn có thể trực tiếp luân hồi. Không sai, không thể, người cũng là tử. Thanh âm lạnh lùng như băng của Hồng Quân truyền đến, Tôn Ngộ Không đã không hề uống rượu, trong tay cầm kim bổng, toàn thân tản ra vô hạn sát khí. Hồng tiên sinh, không phải ta không phát thệ, ta căn bản không biết cái gì là lời thề linh hồn à. Tôn Ngộ Không cho Triển Tử Phong áp lực rất lớn. Dưới áp lực của Tôn Ngộ Không, Triển Tử Phong hoàn toàn cảm giác được nguy cơ tử vong. Lần này tử vong có nghĩa là vĩnh viễn biến mất. Rất đơn giản, ngươi trực tiếp dùng lời thề linh hồn. Sau khi thề, sau này nếu ngươi phản bội, ta có thể trực tiếp khống chế linh hồn khiến cho ngươi tự bạo. La Băng băng lãnh nói, khống chế linh hồn lực đối với người tu ma mà nói là một việc rất đơn giản. Không, Hồng tiên sinh, chúng ta không có biện pháp nào khác sao? Ta đã đáp ứng ngài, không nhất thiết phải thề à? Triển Tử Phong vội vàng nói, nếu phát ra lời thề linh hồn hoàn toàn giống như nô lệ của đối phương, chuyện này hắn không thể chấp nhận được. Ngộ Không, cho hắn thời gian một khắc chung, nếu không thề, ngươi để cho hắn thử xem côn pháp của ngươi, trung phẩm thần khí, liệu có thể đập nát đầu một tên tiên đế không? Hồng Quân căn bản không hề nói chuyện cùng Triển Tử Phong, trực tiếp hướng Tôn Ngộ Không nói, một khắc chung thiệt là lâu à, tiểu tử này ta nhìn không được hắn rồi, ta xem hay là bây giờ giải quyết hắn luôn à. Tôn Ngộ Không hăng hắc cười, trên tay kim bổng đã phát ra kim quang, sát khí đại thịnh. Tôn Ngộ Không sát khí đã rèn luyện qua rất nhiều cuộc chiến, rất nhanh khiến cho Triển Tử Phong không chịu được. Kiểu cấp yêu đế cảnh giới Tôn Ngộ Không chỉ cần phát ra sát khí đã làm cho bát cấp tiên đế có chút không chịu được. Chỉ một lát sau, trên đầu Triển Tử Phong dần dần đã thoát ra mồ hôi hột. Rốt cuộc có nói hay không, mau mau cấp cho ta một câu trả lời thuyết phục. Ông nội ngươi chờ được, thế nhưng cây bổng của ông nội ngươi thì không đâu. Tôn Ngộ Không nói, kim bổng trong tay liền giơ lên thủ thế. Động tác này kỳ thực rất đơn giản, nhưng trong mắt Triển Tử Phong nhìn không thua gì phạm nhân trên pháp trường đang nhìn quỷ đầu đao. Ta thề, ta thề. Triển Tử Phong không chịu được khí thế của Tôn Ngộ Không, chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Hồng Quân mỉm cười bước nhanh ra ngoài, trước khi xong việc đã chuẩn bị tốt một cái tiểu viện. Triển Tử Phong căn bản không muốn nghĩ tới việc đào thoát, bất đắc dĩ sát khí Tôn Ngộ Không vẫn bao phủ lấy hắn. Bên cạnh còn có sát khí của La Băng, Triển Tử Phong tin chắc nếu mình có chút hành động khác thường nhất định sẽ ôm hận tại chỗ. Trong viện, Hồng Quân mỉm cười hướng La Băng nói, La tiểu thư, việc này giao phó cho ngươi. La Băng nở một chút nụ cười nói, Hồng tiên sinh yên tâm, phương diện này ta rất am hiểu. Dứt lời, La Băng từng bước hướng tới trước, trực tiếp đặt chiến đao trước người Triển Tử Phong, lạnh lùng nói, có thể bắt đầu rồi. Thanh âm như băng làm cho Triển Tử Phong lạnh thấu xương, run run nước mắt nhìn Tôn Ngộ Không trong tay cầm kim bổng, lại nhìn trộm Hồng Quân vẫn đang mỉm cười, trực giác nói cho hắn hôm nay đã không còn biện pháp nào khác. Ta Triển Tử Phong. Triển Tử Phong vừa nói vừa điều động linh hồn lực. Trong nháy mắt, thân thể Triển Tử Phong bị một cỗ quang mang màu trắng bao phủ. Phát động lời thề linh hồn, thề đến chết, tận tâm phục vụ, phục vụ. Lúc này, Triển Tử Phong mới phát hiện hắn còn chưa biết tên của nữ tử trước mặt. La Băng. La Băng nói chuyện ngữ khí vẫn như cũ, lạnh như băng, không có chút cảm tình. Thề đến chết,
trung thành tận tâm phục vụ là bằng tiểu thư, nếu phản bội bị thiên địa trừng phạt, vĩnh viễn không được luân hồi. Lời thề Triển Tử Phong vừa niệm xong, cỗ quang mang nhàn nhạt vốn đang bao phủ hắn dần dần ngưng tụ thành một viên châu màu trắng, sau một lúc mới bay thẳng vào đầu La Băng rồi biến mất không thấy. Đồng thời trong đầu La Băng hiện ra một số tin tức. Đương nhiên Triển Tử Phong đồng dạng cũng biết một số tin tức về La Băng, nhưng tương đối mà nói, bên kia Triển Tử Phong kém hơn rất nhiều. Hắn chỉ biết là chủ nhân rất mạnh, đừng nói là chính mình bây giờ đột phá cửu cấp tiên đế, cũng giống nhau không phải là đối thủ của nữ chủ nhân. La Băng khóe miệng mỉm cười. Hồng tiên sinh, Triển Tử Phong này thực lực không nhỏ a, so với tên ngũ hành kia mạnh hơn rất nhiều, chỉ là dưới tay không có cao thủ, cũng khó trách hắn đối với thất cấp tiên đế kia lại coi trọng như vậy. Muốn có cao thủ thì... Hồng Quân thần bí cười nói, nhưng không có nói xong mà là xuất ra thượng phẩm kiếm tiên đưa tới trước mặt Triển Tử Phong. Cái này xem như là phần thưởng cho sự lựa chọn sáng suốt của ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần tận lực phục vụ chúng ta, có rất nhiều cái tốt hơn cho ngươi, thậm chí là thần khí. Triển Tử Phong run rẩy nhìn kết quả thượng phẩm kiếm tiên trong tay mình. Thượng phẩm kiếm tiên đối với lúc còn sống là bát cấp tiên đế trước kia có thể đều không coi trọng trong mắt. Sau đó tại thế giới người chết này, đại đa số cao thủ tiên đế đều sử dụng linh khí, trong khi hắn Triển Tử Phong đã có thượng phẩm kiếm tiên. Sự thay đổi cường đại đánh sâu vào tâm tư hắn. Hắn bắt đầu hiểu được kỳ thực mấy người này đối với thuộc hạ cũng rất tốt. Chí ít bây giờ đã có kiếm tiên cấp cao nhất, tương lai sẽ có thần khí. Sau khi có kiếm tiên, Triển Tử Phong thậm chí còn thấy may mắn vì lựa chọn của mình. Còn cho ngươi thêm một món nữa, Hồng Quân nói, đưa cho Triển Tử Phong một cái ngọc giản. Trong này có ghi lại một ít trận pháp sơ cấp, cứ học cho tốt, sau này sẽ có hữu dụng. Hồng Quân trong lòng nhớ đến Khổng Lâm, nếu không phải gặp bọn người Hồng Quân, sợ rằng ở đây không có ai có thể phá trận pháp của Khổng Lâm. Mặc dù trận pháp cơ hồ chỉ có tác dụng vây khốn, nhưng không thể nghi ngờ chiến pháp đó ở nơi này chính là vô địch. Hồng Quân tuy nói là sơ cấp trận pháp, nhưng cũng là sơ cấp trận pháp của thần giới, là lúc trước Hồng Quân bắt đầu học trận đạo. Ở hạ giới, nếu chỉ dựa vào sức mạnh, căn bản không ai có thể phá được. Bắt đầu nhận ngọc giản thì Triển Tử Phong có chút nhíu mày. Đối với Hồng Quân, hắn không dám nói gì thêm. Cái gì là một chút trận pháp sơ cấp, Hồng Quân ghi lại cho hắn, để hắn sau này hào hào mà học tập, làm cho Triển Tử Phong có chút không hài lòng. Cũng khó trách hắn có ý nghĩ đó. Thử hỏi có người nào cấp bậc tiên đế mà chưa có nghiên cứu qua trận pháp? Có lẽ cũng chỉ nghiên cứu hời hợt, nhưng chẳng có ai mà học một chút trận pháp sơ cấp như vậy cả. Sau đó, khi thần thức hắn vừa mới đắm chìm trong ngọc giản, trong chốc lát, Triển Tử Phong liền sợ ngây người. Đây đâu phải là sơ cấp trận pháp. Hơn 10 cái trận pháp được ghi lại này, bây giờ thực lực hắn có thể bố trí sao? Một cái cũng không có. Đúng vậy, trận pháp này Triển Tử Phong sống mấy ngàn năm đều chưa có thế qua, chứ đừng nói là bố trí. Uy lực của trận pháp trong ngọc giản không thể nghi ngờ, một tiên đế cao cấp cũng muôn vàn khó khăn đào thoát. Mà trận pháp này hiển nhiên chỉ là trận pháp đơn giản, khiến cho Triển Tử Phong ngàn ngàn năm nay lần đầu tiên hiểu được cái đầu chính mình có chút không đủ dùng. Vẻ mặt biến hóa của Triển Tử Phong hoàn toàn trong tầm mắt của Hồng Quân. Hắn cũng hiểu được trong lòng Triển Tử Phong suy nghĩ gì, vẫn duy trì nụ cười vô hại của mình lên tiếng. Tử Phong, người đối với lễ vật của ta có hài lòng không? Hài lòng. Trận pháp siêu việt mà đế cấp có khả năng lĩnh ngộ, lại còn trang bị cho hắn vũ khí cao cấp nhất ở không gian này là thượng phẩm kiếm tiên. Đối với lễ vật ra mắt như vậy, Triển Tử Phong quả thực không dám tin tưởng hết thảy đều là sự thật. Ngược lại, còn sợ chính mình đang nằm mơ, một lát tỉnh lại, tất cả sẽ biến mất. Mặc kệ chính mình vừa mới bị đối phương ba người bọn họ bức bách phải chấp nhận điều ước nô đãi. Hài lòng là tốt rồi, tiếp theo còn có... ta còn muốn cho ngươi ba kiện lễ vật. Hồng Quân tiếp tục mỉm cười nói. Còn có... Triển Tử Phong nhịn không được nhớ lại từ lúc sinh ra tới nay tất cả chuyện hạnh phúc của mình, ngoại trừ bị buộc phải chấp nhận cái điều ước nô đãi kia có chút không hợp lý, thì xem như từ lúc có trí nhớ đến nay chính là ngày hạnh phúc nhất. Là lễ vật gì? Hắn nhìn thần khí trong tay Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt màu xám của Triển Tử Phong lóe ra một tia sáng, trong đầu hiện lên hai chữ thần khí thật to, rất lâu mới có thể mất đi. Ngộ Không, đem lễ vật lại đây. Hồng Quân phân phó, đồng thời truyền âm cho Ngộ Không. Ngộ Không nghe xong chỉ cười hăng hắc, vẻ mặt hưng phấn liền rời đi. La Băng cùng Triển Tử Phong đều là mơ hồ khó hiểu. Cái kia
Hồng... Hồng... Triển Tử Phong đột nhiên phát hiện không biết xưng hô Hồng Quân như thế nào. Nguyên trước kia kêu là Hồng Tiên Sinh, lúc đó địa vị ngang bằng, trong khi hôm nay chính mình đã trở thành thuộc hạ của người ta. Ngoại trừ xưng hô La Băng một tiếng chủ nhân, còn lại hắn thật không biết xưng hô như thế nào với Hồng Quân cùng Tôn Ngộ Không. Ngươi gọi ta Hồng Tiên Sinh là tốt rồi. Hồng Tiên Sinh, không biết Hồng Tiên Sinh muốn cho ta ba kiện lễ vật gì? Không biết lễ vật mới là gì, chắc là rất mê người. Trong đầu Triển Tử Phong bây giờ đã bị các loại thần khí chiếm đầy. La Băng nhíu mày, hôm nay làm chủ nhân Triển Tử Phong đương nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì. Cho tới bây giờ vẫn còn tham lam, thật sự khó có thể giáo huấn hắn. Thế nhưng Hồng Quân không có để ý tới hắn, trong tay như trước vẫn cầm một cây đũa, chậm chậm không ngừng xoay xoay trên bàn. Nhìn Hồng Quân không để ý tới hắn, Triển Tử Phong cười gượng hướng La Băng hỏi. Chủ nhân, không biết ngài bây giờ là cảnh giới gì? La Băng nhàn nhạt lướt hắn, tiếp tục sử dụng ngữ khí lạnh như băng nói. Kiểu cấp ma đế, không có việc gì, đừng nói nhảm, ta không thích một tên thuộc hạ nói nhảm. Triển Tử Phong quả thực muốn mắng chính mình lắm miệng, vạn nhất nếu chủ nhân mất hứng, không cần cảnh giới gì, chỉ một cái ý niệm trong đầu là khiến mình hồn phi phách tán. Chuyện chết thêm một lần nữa, chỗ này thực sự không phải là không có. Lặng lặng ngồi xuống, trong lòng lo lắng chờ Tôn Ngộ Không mang ba kiện lễ vật kia về. Ước chừng thời gian 2 canh giờ, Hồng Quân đột nhiên khóe miệng mỉm cười. Lễ vật tới rồi. Dưới lầu truyền lên tiếng bước chân, Tôn Ngộ Không đã trở lại, nhưng không trở lại một mình. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không một tay xách cổ áo một người, tay kia cầm chặt hai sợi dây, sau sợi dây còn buộc thòng lọng vào hai người, cứ như vậy bị Tôn Ngộ Không kéo tới. Phịch, Tôn Ngộ Không lắc tay một cái, người đang bị hắn xách cổ nhất thời bị quẳng xuống đất, thân thể mềm nhũn ngã sấp xuống. Tựa hồ không có một chút khí lực. Triển Tử Phong nhìn người mới tới, kinh ngạc nhận ra người này chính mình đã khổ công thu nạp, nhưng thu nạp không được. Thất cấp tiên đế Liễu Nhất Minh. Nhận ra Liễu Nhất Minh, Triển Tử Phong trong lòng chấn động, khó có thể tin nhìn hai người đang bị Tôn Ngộ Không nắm trong tay kia. Hai người bắt cấp tiên đế bị người ta dùng dây trói rồi kéo tới, quả thực so với giết họ còn tàn nhẫn hơn. Tôn Ngộ Không giật một tay, hai người bắt cấp ba đế nọ đã bị kéo tới trước mặt, cuồng ngạo nói. Thế nào, chết hay là làm việc cho chúng ta đây? Cho các ngươi 5 phút thời gian để lo lắng. Hai người bắt cấp tiên đế, mặt xám như cho tàn, như thế nào cũng không có nghĩ đến. Trong khi bọn họ đang thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, đột nhiên một người mặc hồng y tìm được chỗ bọn họ. Hơn nữa, mới giao thủ vài chiêu, đã bị đánh không thể động đậy. Thực lực không bằng người khác, chỉ có thể mặc cho người ta kéo tới nơi đây. Bây giờ hai người mới giật mình hiểu ra, nguyên lai là tiểu tử Triển Tử Phong này đã sớm đề phòng bọn họ, vừa đi đã phái cao thủ phục kích. Hai người bắt cấp tiên đế lúc này đã suy nghĩ thiếu thông suốt, với thực lực Tôn Ngộ Không như vậy, Triển Tử Phong như thế nào có thể chỉ huy hắn được. Còn có 2 phân chung, các ngươi quyết định nhanh lên, đừng có thách thức tính nhẫn lại của ông nội ngươi. Tôn Ngộ Không trong tay lại xuất ra kim bổng, cả người phát ra sát khí dũng mãnh. Ngộ Không, ngươi đừng có luôn luôn sử dụng phương pháp trói của ngươi chứ. Hồng Quân mỉm cười nhàn nhạt hướng ba người nói. Ba vị, nếu các ngươi đáp ứng phục vụ cho ta, thì ít nhất 3 kiện đồ vật này là của các ngươi. Trên tay Hồng Quân đột ngột xuất hiện 3 kiện trung phẩm kiếm tiên. Tiên khí ư? Ba người này phản ứng giống như Triển Tử Phong, đã thấy tiên khí con mắt đều sáng ngời. Mặc dù khi còn sống, bọn họ đối với loại đồ vật này nhìn qua cũng không nhìn. Đúng, trung phẩm tiên khí. Những đồ vật này trong tay ta chỉ là rác rưởi. Nếu các ngươi ngoan ngoãn phục tùng, thì có lẽ ta sẽ cho các ngươi một chút rác rưởi tốt. Hồng Quân thần bí cười, giờ khắc này tự hồ nghĩ chính mình có thể giống như người huấn luyện voi ở trái đất. Tu tiên tự hồ là một sự kết hợp mâu thuẫn. Người tu hành chính mình phải từ bỏ dục vọng mới có thể tới đỉnh cao của cảnh giới. Song nếu đã từ bỏ dục vọng thì còn muốn tới cảnh giới cao để làm gì đây? Có thể tu luyện cái gì nữa đây? Rất là mâu thuẫn, giống như trước mắt Liễu Nhất Minh cùng hai người bắt cấp tiên đế. Mặc dù ba người đã quyết định không chú ý tới việc tranh quyền đoạt lợi, tuy nhiên hết thảy tâm niệm này trước mắt ba kiện trung phẩm tiên khí đều bị làm cho tiêu mất. Ba kiện trung phẩm tiên khí, nếu hắn biết trên người Hồng Quân còn có không ít thần khí, không biết vẻ mặt bọn họ sẽ như thế nào. Tóm lại, vẻ mặt nhất định là rất hoành tráng. Hảo, chúng ta đồng ý phục vụ ngươi. Ba người mấp máy môi, sau một khắc suy nghĩ cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Ba người đều nghĩ được có chút dễ dàng,
trung phẩm tiên khí sẽ lập tức tới tay. Quả nhiên, Hồng Quân không có uy hiếp ba người giống như đã uy hiếp Triển Tử Phong, rất tùy ý đem ba kiện tiên khí đưa cho ba người. Nhớ kỹ, các ngươi sau này làm theo Triển Tử Phong là việc chính, hắn nói cũng chính là ta nói. Hồng Quân thanh âm tràn ngập hiền hòa mỉm cười, một chút cảm giác áp bách đều không có. Chúng ta nhất định tôn Triển Tử Phong đại nhân cầm đầu. Ba người sau khi được trung phẩm tiên khí đều ngây ngất, lời nói lộ rõ vẻ hưng phấn, đã không còn chút nào để ý vừa rồi bị khuất nhục, cũng quên luôn lúc trước cùng Triển Tử Phong bất hòa. Triển Tử Phong nhìn hình dáng ba người này, đột nhiên có cảm giác may mắn là chính mình đã bị Hồng Quân tuyển làm nô đãi, được nhiều chỗ tốt, trước kia có muốn cũng không tưởng tượng được là bây giờ có trợ thủ đắc lực như vậy. Tốt lắm, chuyện chúng ta phân phó, các ngươi cứ làm cho tốt, còn lại chúng ta sẽ không can thiệp. Các ngươi hoàn toàn có tự do, bốn người các ngươi cùng với nhau tính ra cũng là đồng liêu, ta nghĩ chuyện muốn nói cũng sẽ không ít, chúng ta cũng sẽ không quấy rầy nữa. Hồng Quân nói, đứng lên mang theo La Băng cùng Tôn Ngộ Không rời đi. Trong khi bọn họ đi thì cái trận pháp nho nhỏ kia cũng được giải trừ. Từ hôm nay bắt đầu toàn lực mạnh mẽ phát triển thế lực, cho các ngươi 500 năm thời gian, chung quanh tất cả thành trì phải thống nhất trong phạm vi cai quản của các ngươi. 500 năm sau chúng ta sẽ trở về kiểm tra thành quả. Còn nữa, đối với những người khác, ngươi có toàn quyền sát sinh, một khi có người chống lại cứ giết không tha. Đây là những lời Hồng Quân trước khi đi đã lưu lại truyền âm cho Triển Tử Phong. Hồng Quân biết rõ ràng, tìm hiểu tin tức không phải là chuyện một ngày hai ngày, mà phải thật là tỉ mỉ, cẩn thận tìm kiếm mọi ngõ ngách. Chỉ có thế lực lớn hơn nữa, càng nhiều người hơn nữa mới có thể hào hảo tìm kiếm cho mình. Ba người đã đi thật xa, Triển Tử Phong, Liễu Nhất Minh còn có hai người bắt cấp tiên đế, cơ hồ đồng thời thở dài một hơi. Mặc dù vừa mới được không ít chỗ tốt, nhưng đứng trước mặt ba người áp lực quả thật quá lớn, nhất là người mặc hồng y tên là Tôn Ngộ Không. Bốn người nhìn nhau nở một nụ cười khổ, tất cả đều hiểu bọn họ bốn người đều là bị người khác mạnh mẽ thu nạp. Mặc dù mới có lợi, hơn nữa chỗ tốt cũng không kém, nhưng nếu không quy thuận thì chính là tử. Hiểu được tình cảnh, chuyện kế tiếp chính là làm việc, hay chính là thu nạp càng nhiều cao thủ. Nếu muốn khống chế hết thảy thành trì thì việc chiến tranh là tất nhiên. Loại chiến tranh này tiêu hao chính là tính mạng của những cao thủ đế cấp vĩnh cửu biến mất. Xích Phong Thành bên ngoài có một tòa núi nhỏ, chân núi có một tấm bia đá, trên bia đá có khắc ba chữ Mê Nhĩ Sơn. Khi phát hiện tòa núi nhỏ này, Hồng Quân bất giác nghĩ tới cha Tần Vũ đã kể cho mình nghe chuyện xưa lúc trước tới thần giới, ngẫm lại chính mình hôm nay bốn người tại thế giới này thành lập thế lực cùng chuyện của cha lúc trước ở thần giới có điểm tương tự. Một tòa Mê Nhĩ Sơn nho nhỏ làm địa bàn của chính mình. Đương nhiên, tòa Mê Nhĩ Sơn này cùng tòa Mê Nhĩ Sơn của Tần Vũ giống nhau, khắp nơi để bố trí trận pháp. Tại một chỗ bên trong của một trận pháp không gian, Tôn Ngộ Không trong tay kim bổng liên tục vũ động, hình thành một mảng côn ảnh màu vàng. Kinh thiên thất thập nhị côn, kinh thiên tam thập lục côn, kinh thiên tam côn, kinh thiên nhất côn. Theo tiếng quát cuối, một đạo kim quang chói mắt phát ra, một cỗ côn khí cường đại tới cực điểm bắn đi. Đối diện với hắn, La Băng cùng Huống Thiên Minh lập tức song lập. Kinh thiên 22 côn này vốn là uy lực kinh người. Sáu thức côn pháp này cuối cùng bị Tôn Ngộ Không luyện thành một bộ liên hoàn kích côn pháp, uy lực cao hơn kinh thiên. Hơn nữa, sáu kích liên hoàn này một khi phát ra liền tự động tập trung người bị công kích. Nếu không có tu vi mạnh mẽ tới mức sắp đột phá tầng không gian trên thì muôn vàn khó khăn để phá giải. Ngay cả La Băng cùng Huống Thiên Minh vì không muốn tiêu hao tinh lực nên chỉ có thể lựa chọn đón đỡ bộ côn pháp này của Tôn Ngộ Không. Nhị lưu Hồng Mông Linh Bảo quang mang chấp động, hiển nhiên đã vận chuyển tới mức tận cùng. Huống Thiên Minh trực tiếp biến thân lần hai, một quyền công kích năng lượng côn khí của Tôn Ngộ Không. Oanh! Một tiếng nổ, côn ảnh khổng lồ đã tiếp xúc thân thể La Băng cùng Huống Thiên Minh. Hai người đều vận khởi linh khí toàn thân để ngăn cản. Một hồi lâu, côn ảnh qua đi, La Băng cùng Huống Thiên Minh có một tia cảm giác bị thoát lực. Nếu tiếp tục một lần như vậy nữa, bọn họ tuyệt đối không xông tới đón đỡ. 100 năm qua, La Băng cùng Huống Thiên Minh không thể ngăn cản được tính hiếu sát của Tôn Ngộ Không, cuối cùng đáp ứng bồi tiếp hắn luyện thủ. Bắt đầu chính là từng bước, từng bước. Sau khi Tôn Ngộ Không vận dụng thành thục được kinh thiên nhất côn cùng liên hoàn kích, hai người bắt buộc phải liên thủ đối kháng. Hôm nay đã hoàn thành kinh thiên côn pháp, một côn cuối cùng đã rõ ràng,
ngay cả hai vị hoàng giả liên thủ cũng không phải là đối thủ của Tôn Ngộ Không. Đương nhiên, đó là nói, ngay từ đầu để cho Huống Thiên Minh lợi dụng tốc độ kinh người, La Băng sử dụng nhị lưu hồng mông linh bảo để công kích thì Tôn Ngộ Không thất bại là không thể nghi ngờ. Nhưng hai người trong lòng đều rõ ràng, lúc này bọn họ là vì muốn Tôn Ngộ Không nhanh chóng lĩnh ngộ kinh thiên côn pháp. Cứ như vậy thì việc chính quan trọng mới dễ dàng làm được. Quả nhiên, sau khi hoàn thành hết thảy, làm Tôn Ngộ Không rất hài lòng, cười cười đi tới hai người. Huống Minh, La Tiểu Thư, 100 năm qua cực khổ cho các ngươi rồi, kinh thiên côn pháp của ta xem như đã đại thành, hi hi. Tôn Ngộ Không rõ ràng, hắn bây giờ không cần tu luyện nữa, nếu tiếp tục thì hắn sẽ nhanh chóng phi thăng lên một tầng trên. Ngươi tiến bộ nhanh lắm, cho tới bây giờ chúng ta hai người liên thủ đều không phải đối thủ của ngươi. Huống Thiên Minh thật sự xem như nhìn Tôn Ngộ Không phát triển. Đối với sự phát triển của hắn, Huống Thiên Minh đã từng phải lãng phí mấy người Tử Nhãn Cương Thi. Kỳ thực ta biết, nếu các ngươi muốn công kích, ta thực không có phần thắng, chỉ có thể nói các ngươi hai người liên thủ không đỡ được công kích của ta mà thôi. Tôn Ngộ Không xem như biết rõ mình, không có kiêu ngạo, tự mãn, biết yêu khuyết điểm của chính mình. Mặc dù bọn họ đỡ không được, nhưng với tốc độ của Huống Thiên Minh cùng nhị lưu hồng mông linh bảo của La Băng đều không phải mình có khả năng chống đỡ. Đóng góp vào sự phát triển của ngươi cũng chính là mấy huynh đệ Tử Nhãn Cương Thi đáng thương của ta à. Trong lòng Huống Thiên Minh lại nổi lên tình cảnh trên chiến trường lúc trước. Nhớ tới Cương Thi tộc nhân, Huống Thiên Minh một trận cảm thán. Đi tới nơi này lâu như vậy, tuy nhiên một người đồng bào mình đều chưa gặp qua. Bất quá cũng có tin tức tốt bay về. Những năm gần đây, Huống Thiên Minh từ Hồng Quân biết được, ở chỗ này phi thăng căn bản là không cần trải qua thiên kiếp. Nói cách khác, nếu hắn tới được tu vi thì có thể trực tiếp phi thăng lên cảnh giới thần nhân. Đó là hấp dẫn cỡ nào, tiền lệ cho tới bây giờ Cương Thi nhất tộc đều chưa có một ai phi thăng thành công. Chưa ai biết được thần giới là cái dạng gì. Hôm nay hắn, Huống Thiên Minh sẽ là Cương Thi nhất tộc đệ nhất nhân, chỉ cần tu vi tới là có thể phi thăng. Chuyện này thật rất hấp dẫn. Những năm gần đây, Huống Thiên Minh cũng là liều mạng tu luyện, đáp ứng Tôn Ngộ Không đối luyện một phần quan trọng cũng là vì nguyên nhân này. La Băng nhìn quanh bốn phía, cảm thán nói: Tôn Ngộ Không, ngươi hoàn toàn phải cảm tạ đại ca của ngươi à. Nếu không có hắn, chúng ta muốn cùng ngươi đối luyện cũng không tìm được địa phương nào thích hợp cả. Trận pháp ở Tu La Ma Giới là một lĩnh vực chưa có ai từng đề cập qua. Cho tới bây giờ, không ai nghĩ tới một cái trận pháp lại có tác dụng như vậy. Đúng vậy, Tiểu Quân là ai chứ? Đó là... Tôn Ngộ Không hưng phấn, thiếu chút nữa thốt ra lai lịch của Hồng Quân. La Băng cùng Huống Thiên Minh đều sửng sốt. Đối với Hồng Quân, bọn họ biết đích xác thật không đủ nhiều. Ngoại trừ biết được có một vị ca ca là thần vương thì căn bản chẳng biết thêm gì nữa. Chợt nghe Tôn Ngộ Không nói về Hồng Quân, hai người đều nóng lòng chờ mong, tưởng có thể biết càng nhiều tin tức về Hồng Quân. Là cái gì? La Băng nhịn không được nóng lòng hỏi. Tiểu Quân, đường đường chính là đệ đệ của thần vương ở thần giới mà. Lời đã ra ngoài mép, Tôn Ngộ Không liền hướng chủ đề sang thần vương ca ca của Hồng Quân. Ngươi thật sự không nói? La Băng hung hăng trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không một cái, liền quay đầu đi chỗ khác. Hồng Quân, thực sự chỉ có ca ca là thần vương thôi sao? La Băng trong lòng hiếu kỳ không có giảm đi, ngược lại bị Tôn Ngộ Không khơi dậy lên. Đàn bà cái gì cũng tốt, chỉ đáng trách nhất là lòng hiếu kỳ quá lớn, không gì có thể làm mất đi được. Vị trí của thần vương tại thần giới, La Băng có phong phanh nghe được một ít, chính là lời nhắn từ xa xưa gia tộc đã lưu lại thì có miêu tả về thần vương tại thần giới. Thần vương chính là thực lực cao nhất tồn tại. Trong thần giới có phi thăng giả cùng bắt đại thánh hoàng, về phần ca ca của Hồng Quân, đích thị là phi thăng giả thần vương. Những gì La Phàm còn lưu lại không có đề cập qua thiên tôn, nên La Băng cũng không biết thiên tôn có tồn tại, càng không biết trên thiên tôn có trưởng khống giả tồn tại. Ngay Tần Tư cũng đã không đoán được, nói hắn là thần vương phi thăng giả. Thật ra hắn là thần giới trực tiếp thành tựu thần vương, chỉ có thể tính là cư dân của thần giới. Nhưng thật ra nếu Hồng Quân thành tựu thần vương mà nói, tính hắn là phi thăng giả thần vương hoặc là thần giới thành vương cũng không có gì sai. Bên kia Triển Tử Phong cùng Liễu Nhất Minh cũng rất nhanh chóng phát triển thế lực. Ba người bát cấp tiên đế, một thất cấp tiên đế, bốn kiện tiên khí. Như vậy tổ hợp này tại tầng không gian ở đây có thể nói là vô địch. Mới không lại 100 năm thời gian mà Xích Phong Thành đã hoàn toàn bị họ khống chế. Ngay cả Xích Phong Thành thành chủ Mộ Dung Thu cũng đã trở thành con rối trong tay bọn họ. Triển Tử Phong rất thông minh,
Có thể nói hắn rất thích hợp làm người đứng đầu. Tại đây hắn không ngừng cố gắng. Liễu Nhất Minh cùng Mộ Dung Thu còn có hai người bắt cấp tiên đế kia đều không biết ai là thân tín của hắn. Bốn người đều không biết. Quyết sách rất anh minh, ít nhất là bốn người tại đây không dám tâm sanh phản bội. Sau khi cố gắng làm hết thảy mọi việc, Triển Tử Phong còn có một kế hoạch, chính là trận pháp Hồng Quân đã lưu lại cho hắn. Hắn muốn bế quan, ít nhất những người này không phản bội hắn mới được. Hôm nay cả bốn người đều được triệu tập tại một gian phòng xung quanh, bố trí vài rào cản bảo vệ đơn giản. Kế tiếp, ta muốn bế quan 200 năm, tìm hiểu một chút những gì Hồng Tiên Sinh lưu lại. Sự tồn tại của Hồng Quân, Triển Tử Phong cũng không có giấu giếm Mộ Dung Thu. Đối với Triển Tử Phong mà nói, cũng không có gì cần phải giấu giếm. Triển Huynh, Xích Phong Thành bây giờ đã hoàn toàn nắm trong tay. Ngươi xem mục tiêu kế tiếp sẽ là gì đây? Nếu Triển Tử Phong nói muốn bế quan 200 năm, vậy dám chắc là 200 năm thời gian này có một kế hoạch. 200 năm đối với những người này mà nói, vô luận là lúc còn sống hay đã chết cũng không tính là cái gì. Có lẽ bế quan một chút rồi ra lại là mấy ngàn năm đã đi qua. Hồng Tiên Sinh lưu lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chỉ có 500 năm thời gian. Mặc dù Hồng Tiên Sinh không có chỉ đạo cụ thể là muốn nắm trong tay tất cả các thành trì, nhưng chúng ta chính là lên làm ra một chút thành tích cho Hồng Tiên Sinh xem. Ta nghĩ như vậy, Xích Phong Thành, phương viên bên trong 100.000 dặm là mục tiêu mà chúng ta có thể phát triển. Tổng cộng lớn nhỏ 5 tòa thành trì, ngoại trừ Bạch Cổ Thành ở phía đông, kỳ thật mấy tòa thành nhỏ chưa từng có cái gì gọi là cao thủ. 200 năm này, Liễu Nhất Minh, Khâu Nhân, Lý Hoành, các ngươi nhiệm vụ chính là nắm trong tay 4 tòa thành nhỏ. Mộ Dung Thu, ngươi không có nhiệm vụ gì đặc biệt, chỉ là thường xuyên cùng Liễu Nhất Minh bọn họ câu thông, đưa tin tức của bọn họ ở nơi này tổng hợp lại, không nên có thắc mắc gì à? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Liễu Nhất Minh đầu tiên mở miệng nói: "Nếu không để ý tới Bạch Hổ Thành, vậy 4 tòa thành nhỏ đối với chúng ta cũng không có chuyện gì đáng nói, cùng với Mộ Dung thành chủ, bên này chắc chắn là có thể câu thông." "Tốt lắm, bản lĩnh Hồng Tiên Sinh các ngươi cũng đã chứng kiến qua, nếu xong việc sẽ có gì đó rất tốt, vậy nên chúng ta phải cố gắng à." Triển Tử Phong trước khi chấm dứt lợi dụng tiên khí nho nhỏ của Hồng Quân câu dẫn một chút ba người Liễu Nhất Minh. Quả nhiên không ngoài sở liệu Triển Tử Phong, ba người vừa nghe nói có cái gì đó rất tốt thì trong ánh mắt màu xám đặc hữu của người chết liền tỏa ra quang mang. Xem ra vô luận là tới cảnh giới gì, con người đều có dục vọng. Kế tiếp Triển Tử Phong liền bế quan, lưu lại cho bọn người Liễu Nhất Minh tiếp tục vì Hồng Quân mà liều mạng cố gắng. Có cao nhất trang bị hấp dẫn, những người này không tiếc sức lực mà làm việc. Mới có 30 năm lại tiếp quản thêm một tòa thành trì nhỏ, cùng Xích Phong Thành giống nhau. Biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp khống chế thành chủ, rồi tìm thuộc hạ đắc lực, đồng thời tìm hiểu tin tức, cũng đem tin tức truyền về Xích Phong Thành. Chuyện tiến triển tựa hồ so với dự tưởng càng thêm đơn giản. Trong khi Triển Tử Phong bế quan 100 năm thì ba người bọn họ đã hoàn toàn khống chế 4 tòa thành trì, so với kỳ hạn Triển Tử Phong cho bọn hắn hoàn toàn sớm gấp đôi. Ba người tùy ý tìm một tiểu quán, bố trí một tầng bảo vệ. Trước tiên là Liễu Nhất Minh cất tiếng: "Hai vị ca ca, không thể tưởng được là chúng ta mới dùng có 100 năm đã hoàn thành nhiệm vụ, còn lại 100 năm không biết hai vị có dự định gì không?" Khâu Nhân cùng Lý Hoành liếc nhau, Khâu Nhân nói: "Nhất Minh, theo ý ngươi, nếu chúng ta dùng 100 năm thời gian này bắt Bạch Đồ Thành, ngươi nghĩ Hồng Tiên Sinh có thể hay không đặc biệt thưởng cho chúng ta?" Liễu Nhất Minh nheo mắt: "Bạch Hổ Thành ư? Ngươi nói là Bạch Hổ Thành sao? Ngươi cũng nên biết rằng Bạch Hổ Thành có bao nhiêu cao thủ đây. Bằng chúng ta muốn bắt Bạch Hổ Thành sao? Không phải là không thể, nhưng ít ra cũng phải mất là 500 năm 100 năm bắt Bạch Hổ Thành. Liễu Nhất Minh rất trực tiếp cho rằng Khâu Nhân nằm mơ. "Nhất Minh, đừng kết luận vội. Ta với Lý Hoành khi còn sống đều là kiếm tiên, lực công kích cùng với kiểu cấp tiên đế bình thường không sai biệt lắm. Hơn nữa bây giờ có trung phẩm kiếm tiên. Ngươi đừng quên, tiên đế trong tay bây giờ đa số đều chỉ dùng cực phẩm linh khí. Như thế nào chúng ta cùng nhau chiến đấu đây? Chúng ta dùng năng lực khống chế một ít bát kiểu cấp tiên đế, ma đế, trong vòng 100 năm bắt được Bạch Hổ Thành cũng không phải là nói mộng." "Đúng vậy, Nhất Minh, nếu chúng ta tận tâm phục vụ Hồng Tiên Sinh, không tiếc một chút khí lực nào, đến lúc xong việc cũng có thể càng nhiều phần thưởng." Lý Hoành xem ra cũng đồng ý chuyện Khâu Nhân nói. Hôm nay phần thưởng của Hồng Quân trở thành mục tiêu lớn nhất của họ. Liễu Nhất Minh nghe hai người nói, trong lòng cẩn thận tính toán, cuối cùng vẫn là sự hấp dẫn chiếm thế thượng phong, cắn chặt răng, kiên định nói: "Hảo, nghe lời hai vị ca ca, chúng ta tranh thủ 100 năm bắt Bạch Hổ Thành."
Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.